Hi guys, Audrey, come here. Hi, look. Wow, did you say thank you? Look. Wow. Let me try yours. Oh, let me try yours. That's yummy. Is it yummy? Audrey, come in. Oh, baby. Oh, I saw were you a Minnie Mouse? You got a cut? Were you a Minnie Mouse for Halloween? Jay was a ladybug. How was your party, Trent? You doing good? Oh, you want to take it off? Okay, I'm going to take it off for you. Here, let me hold this. And then take it off. Good girl. Now you're going to stay at my house and play with Jade. And then mommy, you got to go home, okay? Mommy, you going to go home. Say bye-bye. 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 Good job. Here you go. Here. Hey, Mama. Hey, Mama. Here, leave it here. Okay. How are you, Audrey? How are you? Huh? Yeah, JD, watching the iPad. You have anything for Audrey to play? Con có gì chơi cho Audrey chơi không? It's an empty bowl. Đó. Chơi ăn xong nó giục đó đó, Audrey. À, cô chú sao hỏi sao dạo này không thấy Audrey nè, tại vì Ngọc đi chơi nhiều quá. Rồi với lại Audrey thì gọi ngày với ngày, nhà với ba, gọi nhà với mẹ rồi tùm lum hết đó, khó gặp nhau. Nãy. Hả? Cái này là this is a princess. This is Snow White. This is Ariel and this is Belle. Hả? Snow White. Rồi mời cô chú hỏi sao dạo này không thấy Audrey qua chơi. Đây, Audrey đây. Trời, cái gì bay vậy? Cái gì bay lượn vậy? Audrey, did you... I'm scary. Yeah, is it scary? Yeah. Audrey, nó chỉ trái bí đằng đó, nó nói scare. That's a pumpkin. Oh, it's not scary, it's a bomb pumpkin. Jay nói đâu có gì đâu sợ, cái đó là chỉ là trái bí thôi mà. Thấy ghê không? Ấn mà chưa? It's not scary, right Jade? Con ra đây nhảy đi con. Nhảy đây, đi ra, nhảy cho Audrey coi. Audrey, did you miss Jade? Audrey, did you... You want to take your... Okay, take your boots off. Did you... Huh? Where's all the princess? Where's all the princess? I don't know. Show Audrey all your toys. Yeah, go get your toys and play with Audrey. Okay. Audrey, did you miss Jade? Yeah. Yeah? No, not scary. This is Olaf. We're playing. Yeah, it's Olaf. We're playing. Huh? Yeah, you want to hold his hand? Đó, Audrey đang ngồi cô chú nha. It's a yoke. It's a pen. Để viết đó. Audrey hôm qua là làm Minnie Mouse á. Yeah. Audrey, were you a Minnie Mouse for Halloween? Did you go trick or treat for lots of candy? JD. Mở đèn con hả? Ok, vô đây mẹ mở. mẹ mở đèn cho con. Nó tiếng Việt. Muốn tiếng Việt, muốn đá cho nó ăn đá, dễ sợ. Rồi, mở đèn rồi đó. Rồi, tự động đi. Tự động kiếm gì kiếm đi. Rồi, đồ áo coi nó vô nó xả, coi đồ áo của nó kìa, có được không? Chắc mày đập con hả chay? Con muốn cái này. Muốn nào? Chắc mày đập cho con tăng quá thiệt hả chứ? Ủa, nó nghe nè, mấy con Olaf, mấy con Elsa đồ đó mất tiêu hết trơn rồi. Ủa mấy con đó đã trơn rồi. Có đem qua nhà đi bà lên đi đâu rồi để bên không? Ủa chứ mấy con Elsa, Olaf rồi mấy con mà trong bộ phim nó mất tiêu rồi. Hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, có được đời không? Có được không? Có vô duyên không? Cô chú biết nó mới vừa làm gì không? Cô chú tự động coi, tự động cười đi chứ khỏi cần giải thích, không phải vô duyên. Sao Audrey nay hiền với ta, đi ngồi ngoài đó chứ không vô đây vậy? Con muốn chơi. Trời ơi, cái mùi thơm ghê luôn á. Con đậm đò ghê luôn. Con muốn cái này. Audrey đâu có chơi cái đó. Đó, đúng rồi. Yeah. Ok, bring it out for Audrey. Bring it out. Đem ra cho Audrey chơi.
mẹ ơi, mẹ mở đèn con. Nó vừa khoe Audrey nha, nó Audrey ơi coi chay có gì nè. Audrey đâu rồi? Ừ, Audrey cũng ngồi im đây nè. Yeah. That's Elsa. Hai đứa cầm hai cây kẹo, mẹ Audrey qua đem qua cây kẹo cho con chay đó. Nhà là đang là sợ kẹo lắm rồi, lúc nào cũng có kẹo. Khổ ghê luôn. Đó, that's chocolate. Where's Papa? Hả? Where's Kitty? Where's Papa? Where's Kitty? Where, who's who? Where's Kitty? Where's JD Papa? Where's Kitty? This is JD. Where's Kitty? Who's JD? Hỏi gì trời? I'm here. I'm here. Đúng rồi. Don't talk me. JD, did you miss Audrey? Yes. Yes. Không. Hả? Ask Audrey if she misses you. Yeah, ask her mama. Say, Audrey, you miss me? My mama is here. Oh, my mama is here. But ask her if she misses you. If she misses you. Is it Anna? Anna, yeah. Anna. JD. This is Anna. Đó, Anna đó. Con hỏi thử coi Audrey có nhớ con không chay? Chay, con hỏi thử coi Audrey có nhớ con không? This is a chocolate. What? No, what? No, it's a truck. Chocolate. Chay, con hỏi coi Audrey có nhớ con không chay? Chay, con hỏi Audrey nhớ con không? Ủa, Audrey qua là không có chơi điện thoại nha. Audrey qua mình phải chơi với Audrey chứ mình đâu có chơi điện thoại được. Không mấy là Audrey về. Con mà coi điện thoại là Audrey phải đi về. Okay, I'll pick it for you. What you say? Please. Thank you. Chay. I got no play to play. Where's that? Come on, it's a monster. It's not yet. We're buzz. This choose the right thing. Ta ta da da da. Mama, I choose one together. Mama, I choose one. Ủa, đổi hả? Trời ơi, nó lấy kẹo người ta nó đổi có được đời không? Đó, con đó là con reindeer. Is it a reindeer? Yeah. And this is Renchi. Không phải mẹ ơi. À không phải, không phải. I'm Elsa. Oh, you Elsa. Oh, so Audrey is Anna. Mẹ giống nhau. Ờ, giống nhau. Giống nhau cái Elsa. Giống nhau cái Elsa. Chocolate. JD, you wanna open it for Audrey? No. Mommy, giống nhau cái này. Giống nhau. I want to open your nose. Okay, mở đây. Ơ trời 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 trời. Oh, let me pick it. Okay, thank you. Let me pick you. Kiki, come here, Kiki. That's lucky. Không biết Audrey nói chuyện chay hiểu không chứ nói chứ tôi không hiểu luôn. Ông ơi, chị có con. Okay. Lucky, ăn gì? Ăn Audrey, ăn hình nèo. À, vậy hả con? No, you can't. Yeah, kẹo mà rất kỳ đâu ăn được đâu. No, you can't have it. Chocolate. Let me see. Ngon không? Ngon không? Cô chú gọi em mua. Giờ qua phá lá kỳ á. Giờ qua phá lá kỳ phải không? Làm sao? Audrey did it. Audrey did it, hả? Yeah. Be nice, okay? Be nice and gentle. Audrey, not be careful. Just like a pet. Oh, Audrey. Oh, con nói Audrey thử coi hôm qua con đi đâu á. Con đi con coi những mấy con snack sao? I watch some snakes. Yes, I watch some snakes.
How scary was it? Oh, I gotta show Audrey. Look at the picture of JD, and she was holding a snake. Look at this. Look at this, Audrey. Look. Wow. You see that? It's a yellow snake. Yee! See how brave JD was? Đó, cho Audrey con qua chạy đi ôm mà. Về đâu hả? Về đi về hay gì? Ở đây chơi. You can't. You can't. Không cho Audrey về. Mấy vali này để chuẩn bị là cuối tuần này đi nữa đó cô chú ơi. Đi miết vậy đó, cuộc đời là những chuyến đi mà. Đây, con lấy cái tờ check đó con xé cho mẹ được không? Mẹ cần xé cái tờ check đó kìa, cái tờ check ở trong đó kìa. Đây đây, ở giữa đó, đúng rồi, con xé cái tờ đó cho mẹ. Tờ đó đó đó, tờ đó đó. Đây tờ này nè. Xé cho mẹ cái này, xé. Xé đi con. Rồi. Ok. Xé thêm vài lần nữa đi. Xé đi. Thôi được không? Chứ để đây hoài không xé mất công. Rồi xé. Xí. Rồi nó hỏi Audrey có muốn ăn chips không? Muốn đi đâu? Ủa đi đó là sao cầm kẹo? Không được, bỏ kẹo đây. Bỏ kẹo xuống. Đi vô trong đó là sao cầm kẹo được? Nó không bỏ xuống, mày mới dẫn đi, không mày khỏi dẫn. Ủa chay, bạn đang coi mà. Bạn đang coi mà. Gì vậy? Ủa cái gì đó chị? Bạn đang coi mà con. Trù bạn mà lớn con cái là con té. Thấy kẹo là ăn dữ lắm. Đó, chơi đi, hai đứa chơi với nhau đi. Trời ơi. Gì con? Yeah. Không có được lấn bạn vậy. Can you say I'm sorry? Đúng rồi. Nói để show you something cũng phải đợi bạn ra mới được chứ sao làm vậy với bạn được. Mình làm vậy là mình không có nice. Con chỉ Audrey chơi này đi. Audrey wanna learn how to play this. Can you show her? Con mình chơi mình phải nhường bạn nha con. Bạn qua nhà mình. Ờ đây, bạn qua nhà mình chụp cô cục kẹo nè. Bạn qua nhà mình chơi mình phải nhường bạn nghe chưa con? Chứ không mấy là bạn không qua nhà mình bạn chơi nữa. Ừ từ từ. Nếu mà bạn giận là bạn không qua nhà mình chơi nữa là mình buồn đó, chứ không phải giỡn đâu. Trong cuộc đời là mình phải cần có bạn nha con nha. Có bạn. Trì mà qua đây ở tháng là biết nói tiếng Việt luôn nè. Audrey ơi sao? Audrey ơi sao? Money. Cái phòng này thì có chứ chay một tuần mẹ dọn không biết bao nhiêu cái phòng, bao nhiêu lần cái phòng này á. Hả chay?